Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top Car VN. Có anh chị khách hàng nào mà chúng ta đang cần tìm một cái mẫu xe 7 chỗ ngồi đa dụng, giá cực rẻ, tiết kiệm nhiên liệu, không gian bên trong thì rộng rãi, thoải mái, đi xe thì cảm giác cực kỳ đầm chắc không ạ? Ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến quý chị các bạn chiếc xe Hyundai Stargazer, một mẫu xe của bên nhà Hyundai hiện tại đang ở chế độ thanh lý cực kỳ mạnh mẽ. Một cái chiếc xe hiện tại nhập khẩu tại Indonesia. Và ở phân khúc này thì nó đang cạnh tranh với cả Xpander, nó đang cạnh tranh với cả Toyota Veloz, nó đang cạnh tranh với cả chiếc xe Honda BRV. Stargazer tại thời điểm này sau khi trừ đi chính sách giá thanh lý xả kho thì thấp hơn rất nhiều so với những dòng xe mà mình vừa kể. Với cái dòng xe Hyundai Stargazer này, nó sẽ có tổng cộng là 3 sự lựa chọn: bản tiêu chuẩn, bản đặc biệt và phiên bản cao cấp. Cả 3 phiên bản đều nhập khẩu tại Indo. Cả 3 phiên bản đều sử dụng động cơ máy xăng 1.5 hút khí tự nhiên. Chiếc xe này sử dụng hộp số tự động vô cấp. Và Stargazer thì cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu. Một cái chương trình giá rất đáng để mọi người quan tâm. Với những anh chị khách hàng nào mà đang quan tâm về những cái dòng xe phân khúc cỡ A, ví dụ như là Hyundai i10, ví dụ như là Kia Morning, hoặc là cỡ B giá rẻ, ví dụ như là chiếc xe Mitsubishi Actra hay là Kia Soluto, thì hoàn toàn có thể nghĩ về chiếc xe Hyundai Stargazer này, 7 chỗ ngồi, đa dụng. Anh chị chúng ta cứ lái thử chiếc xe này mà xem, chắc chắn cảm giác sẽ là ok ở cái phân khúc này. Và quay trở lại cái phần giá nhá, mình xin phép cập nhật lần lượt từng phiên bản từ thấp tới cao để anh chị chúng ta xem xét như sau. Đầu tiên là Hyundai Stargazer phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản thấp tiền nhất. Phiên bản này thì là số tự động luôn, Stargazer thì không có số sàn. Stargazer tiêu chuẩn với mức giá niêm yết của nó là 575 triệu đồng. Tại thời điểm này, đại lý đang thanh lý giảm lên tới 120 triệu đồng anh chị ạ. 120 triệu đồng tiền mặt nhá. Lại còn đại lý lại còn tặng thêm thảm sàn, tặng bọc vô lăng da, tặng nước hoa cao cấp, tặng một cái thẻ bảo dưỡng dịch vụ 20 triệu đồng nữa dành cho quý các bạn. Stargazer tiêu chuẩn giá bán còn 455 triệu đồng anh chị nhá. Lăn bánh ở tỉnh của chiếc xe 7 chỗ ngồi này là 516 triệu. Ở Hà Nội là 547 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 536 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 516, Hà Nội là 547 và thành phố Hồ Chí Minh là 536 triệu đồng. Bản số tự động tiêu chuẩn này thì có thể nghĩ tới định hình phục vụ những anh chị khách hàng mà chúng ta kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ thì bản này đáp ứng cũng rất là ok. Hoặc cùng lắm thì anh chị khách hàng chúng ta đang cần tìm một chiếc xe 7 chỗ ngồi nhưng mà cái kinh tế của ta thì hơi eo hẹp một chút thì bản này cũng có thể nghĩ tới anh chị nhá. Ngồi trong cái Stargazer này nó rộng rãi và ngồi cái cảm giác lái rất là đầm chắc. Theo mình, anh chị nếu chúng ta quan tâm nên đi lái thử thì mới cảm nhận được. Mua trả góp bản Stargazer tiêu chuẩn này thì ở tỉnh tối thiểu sẽ bỏ ra là 152 triệu. Hà Nội tối thiểu bỏ ra là 183 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu bỏ ra là 172 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 152, ở Hà Nội là 183 và thành phố Hồ Chí Minh là 172 theo phương án trả góp anh chị nhá. Đó là Stargazer phiên bản tiêu chuẩn. Bây giờ là Stargazer phiên bản đặc biệt, cũng là khung gầm máy móc y nguyên như vậy thôi, nhưng mà option của bản đặc biệt này thì nó hơn một chút. Với mức giá niêm yết của nó là 625 triệu đồng. 625 triệu đồng. Bản này đại lý giảm lên tới gần 130 triệu đồng anh chị ạ. Cụ thể nó là 128 triệu. Giảm 128 triệu. Giá bán của 1.5 AT đặc biệt này sẽ là 497 triệu là giá bán còn lại. Vậy thì lăn bánh ở tỉnh của nó là 563 triệu, ở Hà Nội là 595 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 583 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 563 nhá, Hà Nội là 595 và thành phố Hồ Chí Minh là 583 triệu đồng. Nếu chúng ta đi gia đình thường xuyên cần tới 7 chỗ ngồi để di chuyển thì Stargazer phiên bản 1.5 AT đặc biệt này rất đáng để mọi người quan tâm. Giá bán còn có 497 triệu đồng thôi anh chị ạ. Nếu như bản này mà mua trả góp ở tỉnh tối thiểu bỏ ra có 176 triệu, Hà Nội tối thiểu bỏ ra có 208 và thành phố Hồ Chí Minh là 196 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 176, ở Hà Nội là 208 và thành phố Hồ Chí Minh là 196 triệu đồng theo phương án trả góp. Bây giờ sang cái phiên bản đầy đủ option nhất, đắt tiền nhất, đó là Stargazer 1.5 AT cao cấp. Bản này với mức giá niêm yết của nó là 675 triệu đồng. 675 triệu đồng.
tại thời điểm này đại lý giảm cho quý chị các bạn 130 triệu đồng tiền mặt anh chị nhá. Thanh lý giảm 130 triệu, giá bán còn 545 triệu. Vậy thì lăn bánh ở tỉnh của 1.5 AT cao cấp này sẽ là 616 triệu, Hà Nội là 650 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh là 636 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 616, Hà Nội là 650 và Thành phố Hồ Chí Minh là 636 theo phương án trả thẳng. Trả góp của bạn này thì ở tỉnh tối thiểu bỏ ra là 206 triệu, Hà Nội tối thiểu bỏ ra là 239 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu bỏ ra là 226 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 206 này, Hà Nội là 239 này và Thành phố Hồ Chí Minh là 226 theo phương án trả góp. Đó là ba sự lựa chọn, ba sự thanh lý của ba phiên bản Hyundai Stargazer tại thời điểm này tại đại lý của mình. Nó đang thanh lý quá mạnh. Để mà thuyết phục anh chị khách hàng chúng ta quan tâm theo dõi về chiếc xe này thì mình phải nói thật về cái kiểu dáng thiết kế ngoại thất của nó không được nịnh mắc cho lắm, nhưng cái không gian bên trong của nó mang lại cực kỳ ok, rộng rãi, thoải mái, cảm giác lái cực kỳ đầm chắc luôn. Ngoài ra xe sử dụng máy hộp số CVT cho nên là rất là tiết kiệm nhiên liệu. Nếu anh chị chúng ta muốn quan tâm, muốn xem xe, muốn lái thử trải nghiệm thực tế thì nhờ quý anh chị các bạn hãy cứ gọi giúp mình theo cái số like ở ngay bên dưới góc trái mình này. Ở miền Bắc thì nhờ quý anh chị các bạn hãy gọi hotline ở miền Bắc, và miền Nam thì nhờ quý anh chị các bạn hãy gọi hotline ở miền Nam. Và nhân tiện cái video này, những anh chị nào, những khách hàng nào chúng ta đang có nhu cầu nâng đời xe, bán cái chiếc xe cũ mà chúng ta đang sử dụng thì nhờ các bạn hãy gọi cho cái số hotline 0979 362 118, 0979 362 118 quý chị các bạn nhé, để có thể định giá, báo giá một cách chuẩn xác nhất về chiếc xe chúng ta đang cần bán. Cuối cùng hãy nhớ đừng quên nhấn like và nhấn đăng ký kênh. Xin chào ạ.